sóng gió bủa vây Macron, ngoại giao kém thông minh bị người Pháp tố không biết xấu hổ. Các bạn thân mến, cả thế giới vừa chứng kiến chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Nhưng có thể nói, chuyến thăm này đã thất bại hoàn toàn trong kế hoạch lôi kéo Trung Quốc. Lên nắm quyền từ khi còn rất trẻ, ông Macron từng lấy trọn niềm tin của người dân về lời hứa đưa Pháp trở thành cường quốc hùng mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên, năm nay sẽ là tròn một năm sóng gió nhất cho vị chính trị gia trẻ tuổi này. Chưa hết tam tai thì gặp sao thái tuế. Trong nước, biểu tình bạo loạn liên miên chưa dẹp xong thì bị dân Pháp chỉ trích là nỗi nhục nhã khủng khiếp khi ngoại giao quốc tế. Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây chú ý trong chuyến thăm Trung Quốc sau khi ông đút tay vào túi khi chụp ảnh chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Pháp cũng chia sẻ một bức ảnh về khoảnh khắc này trên Twitter của mình. Ngoài ra, chính trị gia người Pháp, cựu nghị sĩ của Nghị viện châu Âu và lãnh đạo phong trào những người yêu nước Florian Philippot đã đăng một đoạn video cho thấy khoảnh khắc Tổng thống Pháp đút tay vào túi quần rồi rút ra sau khi được nhắc nhở. Chính trị gia này nói như sau: lại một vố nhục nhã mới dành cho Macron trong buổi chụp ảnh chính thức ở Trung Quốc. Cảnh quay trực tiếp cho thấy ông ấy đang lôi tay ra từ túi quần. Chuyến thăm này ngày càng giống một thảm họa. Các nhà bình luận cũng lưu ý rằng cách cư xử của Tổng thống Pháp trong bối cảnh một chuyến thăm quan trọng như vậy là rất thiếu đúng mực. Macron không biết cách cư xử ngay cả ở nước ngoài, thật không biết xấu hổ. Tại sao ông ta lại cố tình chọn một ảnh với tay đút vào túi quần khi cả thế giới đã thấy ông bị nhắc nhở vì làm sai nghi thức? Tiếp theo sau đó, chính trị gia Florian Philippot tiếp tục cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hiểu rằng ông ta không được coi trọng. Trong mini blog của mình, chính trị gia nhận xét một cách mỉa mai rằng nhà lãnh đạo Pháp trong chuyến thăm Trung Quốc bị bố trí ngồi cách xa Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nói thêm rằng trong chuyến công du tới Nga, Tổng thống Pháp cũng gặp phải tình huống tương tự. Sau cái bàn dài 3 km ở Nga là cái bàn hình bầu dục khổng lồ ở Trung Quốc, Macron hoàn toàn bị coi nhẹ ở khắp mọi nơi. Ông ta có hiểu điều này hay không? Tổng thống Macron thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4. Như đoàn tùy tùng của Tổng thống nhận định trước chuyến thăm, Pháp sẽ coi đây là một thành công nếu Chủ tịch Tập Cận Bình sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi được Volodymyr Zelensky tham gia đối thoại lâu dài với Moscow. Điện Elis bày tỏ ý kiến rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể gây ảnh hưởng tức thời và triệt để đến diễn biến của cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Philippot thường xuyên chỉ trích các nước phương Tây về chính sách chống Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chẳng hạn, ông cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron tìm cách gây ra chiến tranh thế giới thứ ba và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Pháp. Khi được hỏi liệu châu Âu có thuyết phục thành công Trung Quốc thay đổi lập trường đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Trung Quốc là một cường quốc rất nghiêm túc và vững vàng với lập trường của riêng mình. Đây không phải là quốc gia dễ dàng thay đổi lập trường nhanh chóng dưới ảnh hưởng từ bên ngoài. Và từ đó, người ta đã đặt cho ông biệt danh là Tổng thống của người giàu, cũng như giờ đây, sự phẫn nộ của người Pháp đang lên đến đỉnh điểm. Những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí trong hơn 2 tháng qua đã thu hút hàng triệu người tham gia Pháp. Sự phản đối kịch liệt đó nổi lên như một phép thử lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron sau khi tái đắc cử vào năm 2022, với các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Pháp phản đối cuộc cải tổ của ông. Những người trong cuộc cho biết nỗ lực của ông Macron nhằm thông qua cải cách hưu trí, bất chấp các cuộc biểu tình rầm rộ, đang tạo ra rạn nứt giữa nội các và các đồng minh của ông. Nhiều người thất vọng vì chính phủ không thể giải quyết tình hình bế tắc. Trong khi đó, hình ảnh của Tổng thống Pháp trong mắt công chúng càng xấu đi. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đang có những biểu hiện đáng lo ngại. 61% những người được hỏi cho rằng ông Macron giờ đây độc đoán hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Việc thực thi quyền lực của ông được 53% số người được hỏi cho là chuyên quyền và 69% cho rằng ông thiếu tôn trọng phe đối lập chính trị. Ngoài ra, hơn một nửa là 55% số người được hỏi đánh giá các quyền tự do đã giảm sút kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống vào năm 2017. Ông Macron bị cáo buộc là Tổng thống của người giàu và cải cách lương hưu đã củng cố quan điểm này. Bởi vì vấn đề hiện nay không còn là cải cách hay kinh tế mà là sự dân chủ. Phần lớn người Pháp cảm thấy ông Macron đã đi quá xa và đang lạm dụng quyền lực của mình. Trong những năm qua,
chính phủ Pháp nắm quá nhiều quyền lực, trong khi quốc hội suy yếu đến mức đất nước không còn sự kiểm tra và cân bằng. Theo cải cách hưu trí của ông Macron, tuổi nghỉ hưu chung tối thiểu sẽ tăng từ 62 lên 64. Một số công nhân trong khu vực công sẽ mất các đặc quyền và số năm làm việc cần thiết để đủ điều kiện nhận lương hưu đầy đủ sẽ tăng. Trước khi cải cách được thông qua, đảng Les Républicains, tức là đảng Cộng Hòa, vốn chiếm đa số ở Thượng viện Pháp, về cơ bản đã đồng ý với ông Macron hầu hết toàn bộ nội dung kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, một số nghị sĩ đã quay ngoắt 180 độ, khiến khả năng thông qua cải cách trở nên không chắc chắn. Do đó, chính phủ phải dùng tới quyền hiến định 49.3. Sự phản đối với cải cách này đã nhanh chóng chuyển thành sự phản đối chính phủ và đặc biệt là đối với Tổng thống Macron. Câu hỏi đặt ra giờ đây là tại sao công chúng Pháp lại phản ứng dữ dội đối với kế hoạch vốn vô cùng tâm huyết của Tổng thống Macron đến như vậy? Những đống rác lên tới 10.000 tấn chất đống trên đường phố Paris trong cuộc đình công kéo dài hàng tuần của các công nhân vệ sinh phản đối kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu của họ. Những người lao động trong các lĩnh vực nặng nhọc đặc biệt phản đối quy định này vì cho rằng công việc của họ vô cùng vất vả. Nhiều chính phủ ở các nước phát triển cũng như trong tình trạng tương tự. Tỷ lệ sinh giảm trong khi người dân sống thọ hơn, thuốc men tốt hơn và chi phí phúc lợi cao hơn đã tạo áp lực đối với các khoản phúc lợi xã hội. Các nước buộc phải tìm cách cân bằng ngân sách bằng việc cắt giảm trợ cấp, đặc biệt là ở các quốc gia có mức an sinh xã hội hào phóng như Pháp. Điều này khiến chính quyền gặp rủi ro. Tuy nhiên, còn một lý do khác khiến người dân phẫn nộ, đó là việc Tổng thống đã sử dụng đặc quyền để thông qua dự luật cải cách hưu trí. Và nhiều người đồng ý rằng ông Macron đã phạm một số sai lầm cơ bản. Lo sợ rằng không đạt đủ đa số cần thiết trong quốc hội để thông qua dự luật, Tổng thống Macron đã dùng đến lựa chọn hạt nhân bằng cách sử dụng một điều khoản đặc biệt của Hiến pháp cho phép chính phủ thông qua cưỡng ép một dự luật mà không cần bỏ phiếu. Điều đó đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp nước Pháp, càng làm tăng thêm sự bất mãn và khiến những người chỉ trích ông gọi ông là một lãnh đạo quân chủ. Tổng thống Macron đã mất thế đa số trong quốc hội vào năm ngoái và chính phủ của ông đã sống sót sau hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước. Một cuộc bỏ phiếu chỉ với 9 phiếu nhỉnh hơn, mỏng như dao cạo, sau khi ông khiến cả nước tức giận bằng cách thông qua kế hoạch cải cách. Các chuyên gia cho rằng, cuộc biểu tình cho thấy Tổng thống Macron tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm ngoái vì người dân ác cảm với các chủ trương cực đoan của ứng viên cực hữu Marine Le Pen hơn là thực sự ủng hộ ông. Tiếp tục là câu chuyện đầy biến động về năng lượng Nga. Ấn Độ là quốc gia trung gian đẩy dầu của Nga sang châu Âu trong bối cảnh lục địa này từ chối nhập khẩu sản phẩm nhiên liệu của Nga. Ấn Độ rửa nguồn dầu giúp châu Âu mua của Nga. Reuters trong thời gian qua đã liên tiếp theo dõi dòng vận chuyển dầu đến châu Âu và phát hiện rằng một lượng không nhỏ các sản phẩm dầu đến châu Âu đều có nguồn gốc từ Nga, bất kể họ đã mạnh mẽ lên án Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine như thế nào. Lần này, Ấn Độ là quốc gia trung chuyển dầu Nga cho EU. Trong năm tài chính 2022-2023, Ấn Độ đã nhập khẩu một lượng dầu thô lớn chưa từng có từ Nga và điều này đã giúp các nhà máy lọc dầu tại đây tăng sản xuất dầu diesel và nhiên liệu máy bay, xuất khẩu chúng sang châu Âu. Điều này đặc biệt quan trọng vì châu Âu đã ngừng mua các sản phẩm của Nga. Dữ liệu từ Kaipler và Vortexa cho thấy, việc tiếp cận với dầu thô giá rẻ của Nga đã giúp tăng sản lượng và lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ, cho phép họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn và chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường xuất khẩu. Châu Âu thường nhập khẩu trung bình 154.000 thùng mỗi ngày dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ Ấn Độ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Những dữ liệu theo dõi tàu thuyền chở dầu trên biển cho thấy con số này đã tăng lên 200.000 thùng một ngày sau khi Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu Nga từ ngày 5 tháng 2. Cùng với đó, dữ liệu hàng hải cũng thể hiện rằng Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô của Nga trong 7 tháng liên tiếp tính đến tháng 3 năm 2023. Như vậy, kết thúc một năm tài chính 2022-2023, Nga lần đầu tiên là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ thay thế Iraq. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ trước đây hiếm khi mua dầu của Nga do chi phí vận chuyển cao. Nhưng từ khi có sự kiện tại châu Âu, họ đã nhập khẩu 970.000 đến 981.000 thùng một ngày trong năm 2022-2023, chiếm hơn 1/5 tổng lượng nhập khẩu ở mức 4,5 đến 4,6 triệu thùng một ngày. Trong đó, dầu Uran của Nga chiếm phần lớn lượng mua của Ấn Độ.
Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu cũng đang nhập khẩu các loại nhẹ hơn từ các loại dầu Viễn Đông và Bắc Cực của Nga như Sokol, Agro, Novipot và hỗn hợp Espo. Đối với xuất khẩu dầu Ấn Độ sang châu Âu, khi lệnh cấm của châu Âu ngăn chặn các sản phẩm của Nga, xuất khẩu dầu diesel của Ấn Độ sang lục địa này đã tăng 12-16%. Lượng dầu châu Âu nhập khẩu từ Ấn Độ ở mức 150.000 đến 167.000 thùng một ngày trong năm tài chính vừa qua. Con số này chiếm khoảng 30% tổng xuất khẩu các sản phẩm dầu của Ấn Độ, tăng từ 21 đến 24% so với một năm trước đó. Châu Âu cũng nhập khẩu khoảng 50% xuất khẩu nhiên liệu máy bay của Ấn Độ, tương đương khoảng 70.000 đến 75.000 thùng một ngày trong năm 2022-2023, tăng 40.000 đến 42.000 thùng một ngày trong năm trước. Nghi vấn Ấn Độ vận chuyển các sản phẩm dầu của Nga cho châu Âu và các nước khác cũng căn cứ vào việc lượng xuất khẩu tăng mạnh mẽ trong khi các sản phẩm tinh chế của nước này lại giảm do việc đóng cửa các nhà máy lọc dầu để bảo trì vào cuối năm 2022. Trước đó, Reuters hôm 4 tháng 4 dẫn dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy châu Âu hóa ra vẫn mua dầu của Nga, bất chấp họ đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu dầu của nước này bằng đường biển. Theo đó, dầu diesel của Nga đã xuất khẩu ở mức kỷ lục sang Trung Đông vào tháng 3 năm 2023. Điều này gây chú ý hơn khi lượng xuất khẩu dầu từ Trung Đông đến châu Âu cũng tăng ở mức rất cao. Tờ báo Anh đặt ra nghi vấn về con đường lách trừng phạt của dầu Nga để vào châu Âu. Cụ thể, lại là dữ liệu theo dõi vận chuyển từ Refinitiv, Kepler và Vortexa cho thấy ít nhất 500.000 tấn nhiên liệu của Nga đã được xuất khẩu tại Fujairah và Ả Rập Xê Út vào tháng 3. Trung Đông chiếm hơn 10% lượng xuất khẩu của Nga trong tháng 2 và tháng 3. Điều gây chú ý là trong khoảng một năm trước đó, không có hàng hóa này của Nga được xuất đến thị trường đó. Nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu Ả Rập Xê Út đã nhập khẩu 261.000 tấn dầu diesel của Nga trong tháng 3 và đầu tháng. Đây là khối lượng lớn nhất mà nước này từng nhận được từ Nga. Các lô hàng dầu diesel của Nga giao trong tháng 3 được giao dịch ở mức 60-70 đô một thùng trên cơ sở miễn phí vận chuyển, tương đương với mức giảm khoảng 20 đô một thùng so với tiêu chuẩn Trung Đông. Đây là dưới mức trần giá 100 đô trên một thùng do nhóm G7 đặt ra, cho phép các thương nhân tiếp cận với các dịch vụ bảo hiểm và tàu của phương Tây. Cùng với số liệu nhập khẩu nhiên liệu của Nga tăng lên, thì dữ liệu xuất khẩu từ Trung Đông cũng tăng. Dữ liệu từ hãng theo dõi vận chuyển hàng hải Refinitiv cho thấy, xuất khẩu dầu diesel hàng tháng của Trung Đông sang Tây Bắc châu Âu đạt trung bình trên 1 triệu tấn trong quý đầu tiên của năm 2023. Vào quý cuối cùng của năm 2022, sản lượng xuất khẩu là 785.000 tấn mỗi tháng. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!